Đến Hội An đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhóm du khách nước ngoài này được khám phá một góc rất khác của Hội An, khu vực ven sông Cổ Cò. Tour Cổ Cò huyền thoại bắt đầu bằng hành trình du ngoạn dọc sông Cổ Cò đến xóm chùa An Bàng bằng thuyền chèo tay. Du khách được tận mắt chứng kiến cách ngư dân địa phương đánh cá với những ngư cụ truyền thống từ nhiều đời nay. Cái tính hài hòa giữa sông nước và cảnh vật xung quanh cũng như làng quê và những cái di tích còn lại, chắc chắn rồi, hành trình trên sông Cổ Cò sẽ là một tour đáng được mở rộng, đáng được xây dựng vun đắp và đáng được sự quan tâm bởi các cấp chính quyền cũng như các hãng lữ hành lớn. Sau khoảng 30 phút chèo thuyền, du khách thăm làng chài An Bàng bằng xe đạp với những điểm dừng chân không thể thiếu của một làng quê Việt như cây đa cổ thụ, giếng đá cổ và dấu tích của một đình đá xưa. Lắng nghe những câu chuyện, những điển tích minh chứng cho bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất này. Nếp sống, lối sinh hoạt, ẩm thực đậm chất Quảng cũng được chính người dân địa phương giới thiệu tới du khách bằng cách mộc mạc nhất thông qua ly chè đậu ván, chén bánh bèo hay tô mì Quảng truyền thống. Xuyên suốt hành trình khoảng 3 giờ đồng hồ, tour Cổ Cò huyền thoại với nhiều trải nghiệm lý thú, đậm chất văn hóa bản địa khiến du khách nước ngoài đặc biệt thích thú. Trong thời gian tới, Cổ Cò huyền thoại dự kiến sẽ được Hội An đưa thành điểm du lịch và tour tuyến phục vụ du khách thường xuyên, liên tục.